Bỗng dưng thấy miệng có vị này thì bác sĩ cảnh báo mọi người nên đi khám ngay nhé. Bác sĩ xin chia sẻ một câu chuyện gần đây. Có một anh bệnh nhân này thì khoảng tầm 40 tuổi thì đến khám vì miệng có một cái vị chua, vị rất là lạ luôn. Bác sĩ cho rằng khi mà miệng có vị gì lạ, hoặc là anh đấy thì cũng nghĩ là do bệnh trào ngược dạ dày thực quản, hoặc là gì bệnh viêm loét dạ dày, hoặc là do cái tình trạng vệ sinh răng miệng kém. Nhưng mà tuy nhiên khi mà bác sĩ khám bụng này, nội soi này và khám lưỡi thì không thấy cái tình trạng mà bụng thì không có vấn đề, không có triệu chứng hoặc cái dấu hiệu nào của bệnh trào ngược dạ dày thực quản điển hình cả. Và bệnh nhân thì tháo khẩu trang ra nói thì cũng không thấy có mùi hôi hoặc là vị chua, mà cái vị chua mà bệnh nhân nói thì chỉ là cảm nhận của riêng bệnh nhân thôi. Thì để chẩn đoán thêm cái bệnh này thì bác sĩ đã cho làm rất là nhiều cái xét nghiệm này, chụp chiếu và đánh giá. Thì bác sĩ nghĩ là liên quan đến bệnh tiểu đường, và một số bệnh nhân tiểu đường có biểu hiện rối loạn cái vị giác dẫn đến cái việc có vị mặn này, vị chua, vị kim loại. Và kết quả khi mà cho ra thì cũng đúng như dự đoán là bệnh nhân này có cái chỉ số đường huyết rất là cao, lên đến 11mg/dL. Bệnh nhân này đường huyết tăng cao và cơ thể cố gắng này loại bỏ lượng đường dư thừa này thông qua đường tiểu này, và điều này dẫn đến một cái tình trạng, đó là tình trạng mất nước trong cơ thể. Và cái tình trạng đó là một số người có cảm thấy miệng khô hơn, họ có cảm giác chua miệng. Thì ngoài cảm giác chua miệng thì cái chuyện mà giảm cân rất là rõ rệt, mà không phải do ăn kiêng, mà là một do những cái dấu hiệu rõ rệt và đặc trưng của bệnh nhân tiểu đường. Khi mà cái hàm lượng insulin trong cơ thể người bệnh sẽ giảm đi và sẽ ngăn cơ thể lấy gluco từ máu vào các tế bào để sử dụng làm năng lượng. Do khi cơ thể thiếu insulin thì cơ thể bắt đầu đốt cháy những chất béo của cơ bắp để lấy các năng lượng, làm giảm cái trọng lượng tổng thể của cơ thể chúng ta. Và bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân tiểu đường ấy thì còn có cảm giác ngứa này. Do có nhiều nguyên nhân gây ngứa ở bệnh nhân tiểu đường, có thể là do lượng đường trong máu cao tạo ra môi trường vi khuẩn phát triển ở trên da, cũng có thể là do nhiễm nấm hoặc là do dị ứng với thuốc. Ngoài ra, lượng đường huyết tăng cao cũng có thể da bị khô, điều ấy tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu cho chúng ta. Chúng ta cần nên lưu ý cái đặc điểm này, đặc biệt là những ai mà có triệu chứng miệng lạ thì chúng ta cần nên đi khám sớm nhé.